để trẻ con này chơi xanh. Lúc ra xe tốc độ mau lẹ mà có máu liều cần hết cả chặng. Có nhiệt huyết còn với đam mê mà chưa bao giờ anh muốn từ bỏ, nhưng cũng vì suy nghĩ tương lai và đam mê gắt lại từ đó. Anh bắt đầu định cư sang Mỹ mà tháng ngày dài gắt lại đam mê, bỏ rừng đua con xe cất kỹ mà nhưng anh lại không quên lời thề. Ngày nào đó anh sẽ trở lại và anh sẽ cháy hết mình như xưa, mà đời cho anh bao lần vấp ngã mà phải đứng lên vì một câu hứa. Đi lên hai bàn tay trắng mới sợi cố gắng đổi lấy thành công. Anh mong mình sẽ được trở lại mà một câu nói nghe sau danh lòng. Đi làm thế đổi lấy bê ngàn mà để trang trải cuộc sống ta hương. Có ai đâu thấu hiểu chuyên đề mà một cuộc sống ở nơi phương xa. Và tuổi trẻ bước chân đầu đời mà ôm trong mình ước mong hoài bão, mà con thuyền này chịu nhiều sương gió mà phải vượt sóng để được vào bãi. Có năm tháng nhìn trôi lên đến vì sức người đây phải có hạn, mà phải dùng hết sức đời trái trẻ mà lấy đường tay năm này tháng nọ. Khi trong máu khi đã qua sức em mà quậy lên em ấy bỏ ở ngoài đi ha. Được. Rau củ rồi nha. Quả bén. Dù đã nói là cái phim mà thì nó mới vui chứ. Thôi vậy coi chưa. Hôm nay trung độ nè, lỗi cái này nè. Luôn hả Vũ không? Dạ có nè. Lỗi về một cái tờ Vũ làm nè. Đó. Dễ ăn nha. Cái Vũ bén quá. Tại anh tí không, dạo này không quay phim, tại quay phim nhậu dân chơi la quá, kêu anh tí về xe cứ quay nhậu mà không ai coi đâu anh tí ơi. Mà giờ nghỉ mấy ngày cái mấy bạn kia vô kêu anh tí ơi quay đi, giờ anh tí quay cái gì em cũng coi hết á. Mà ghê á. Ờ. Dạ hả 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 nãy rồi. Ờ. Dạ tí mà anh tí mà ăn cơm đó. Bởi vậy anh tí mới lên. Đúng rồi anh tí là mấy ống ngoại cơ. Sợ em ốm. Phải coi anh tí mà ăn cơm được. Ờ. Giờ vô, giờ mấy bạn cái inbox cho anh tí. Anh tí ra clip gì cũng coi hết buồn ghê á. Phải ăn heo giờ tội lắm đi, mỗi lần đi nhậu là phải dắt chó đi vậy á, đó, thấy không? Này mà sáng sớm anh chở đi học ở thành cỏ. Phải ăn heo giờ tội lắm. Ừ. Trời áo cười. Gắn sặc lô, có ăn sặc lô chưa, sặc lô. Áo đẹp em. Cái này mà chơi trắng đen nữa thành gắn sặc lô. Hiểu người ta. Hiểu gì? Hiểu quy đang á. Mày hiếu cờ bạc không? Áo bén ơi. Áo cái này biết làm nhớ lại Châu Đình Kỳ, phim Châu Đình Kỳ mà đi sòng bài á. Nó lấy tờ giấy xong nó vẽ cái kèo bạc rồi đó, nó độn vô nè xong đi. Mà tí đâu có tuổi thơ đâu, không đâu biết phim Châu Đình Kỳ phim nào đâu. Không coi Châu Đình Kỳ nhưng mà không có tuổi thơ. Không biết phim Châu Đình Kỳ luôn á. Tí là fan kinh hiệp. Anh tí fan kinh hiệp. Với Châu Đình Kỳ đóng như nó không thực tế. Thì nó hạt, thì bởi phim hài mà phim sàn mà. Kim Dung phải không? À, Kim Dung rồi đó. Cô Giáo Hảo phải không? Cô Giáo Hảo lên coi hả? Anh tí coi chú kia chú thòn không à, nồi lỏ hấp dẫn quá, ăn lông hồng gà không có mặt buồn quá nè, lông hồng gà với hào quận 8. Hào quận 8 rồi nữa anh em nữa, còn nước ngọt nè. Giờ ông chửi nha, giờ đang quay nè ông chửi nha, xong ba hai chửi nè ông chửi nha, ba lắm chửi, giờ đợi xỉn rồi mới quay. Thằng này nó mới vừa nói lên luôn, vừa mới vừa lại là heo đây. Ủa sao để anh em mình đâu quay nó vô đâu, nó chặt lắm, giờ phải chặt, anh tí phải trả nó thùng bia để quay nó đó. Ghê ghê. Giờ có giá rồi, anh trả thùng bia cộng thêm con không mực nữa chứ đâu. Ghét cái cảnh này vẽ đó, nó vỗ tay nè, tao gọi tao đi ghét cho nó, ghét vẽ nó cho nó, nó sờ vô cốt nó bè đó, sờ vô, sờ vô lấy hai cái vú kìa, gắn hai cái hộp vịt lộn vô nó, với lại bên dưới kia gắn chiếc cúc nữa. Nó giỡn chứ anh tí đâu biết làm đâu. Nghe video của anh tí mà. Đúng hả? Hôm nay đi đi qua nhà nhậu mặc đồ vest rồi. Đồ vest. Hôm nay qua nhà mặc mặc đồ vest. Ra trường luôn á, 2022 ra trường luôn á. Này có mặc áo ngực không? Đó. Vậy là dán, hôm nay không mặc. Ồ, nãy giờ không đi, tưởng mặc áo khoác. Dán nha. Ok, áo này nhiều người làm quá mẹ. Thiệt mà nãy tưởng mặc áo khoác. Nhớ nhớ phim Trâm Chiều không lên sòng bài á. Không cho mặt nó vô lấy tờ giấy được, nó mẻ với cà lắc vô. Ok mấy bạn, hôm nay là một bữa tiệc tối thứ sáu. Lâu quá mình không có lên sóng cho anh tí, giờ mình quay cho anh tí xíu nha. Thì hôm nay mình ngu hơi ngu nên mình thua chai rượu. Mày không ra anh tí chắc ha, đừng lo. Mày ngu đồ anh tí ngu chắc. Anh tí ngu chắc rồi, anh tí nói tao cũng vậy. Dân cái lẩu là của Phan Văn Heo, còn hai chai rượu là của mình với anh Tý anh Hiếu. Nói chung là cố tình thua để anh em nhậu thôi, chứ thật sự nói mình đâu có nhiêu tiền đó, bình thường. Ủa mà sao bữa cái lẩu sao anh Tý phải phụ vô ta thua đúng cái lẩu thì mất anh Tý. Trả lại 50 hả? Còn lại luôn hả? Ừ, không có tiền mà. Trả lại 50 hả? Anh Tý lấy là anh Tý là
khúc lóng gì cắt. Lẩu nào, lẩu nào thùng tiền đi. Rồi rồi nha, rồi 250. Không cái lẩu này, cái lẩu này nè. 300 luôn, vụ nóng luôn. Bà là vụ nóng lỗ luôn á. Có mèo lỗ sao đó lo. Lẩu này lũ nó 500. Hơn á, vụ nấu hơn cái lẩu này nhiều lắm á. Đây Tuấn Mai à. Linh nên kế. Má gì nói qua? Gì nói à? Im lặng là vàng. Không thôi thua nữa. Ông thua nhiều quá, hôm nay ông im lặng luôn rồi, ông chẹp mày rồi. Muốn lấy bằng keo dán luôn không? Dạ. Im lặng rồi. Ghê. Bữa nào đi giao nha. Dán trên đất và dán luôn. Anh im luôn. Anh im luôn. Im luôn. Cảnh một hồi một hút, hút, hút vui hút ghiền. Hút vui hút ghiền. Hút ghiền. Hút ghiền hay hút ghiền tự đi mua. Hút ghiền tự mua. Hút vui. Hút vui nhẹ quá. Hút vui được hút. Hút vui được hút. Hút vui tống thuốc. Hút vui tống thuốc. Hút vui tống thuốc. Hút vui tống thuốc. Để thôi bụi đó. Đùa, Văn Thi nhậu ngồi SH luôn nha. Ước mơ. Đi thật á. Biết chạy xe hơi mà chạy này không biết chạy ước mơ. Biết chạy xe hơi mà mới chạy SH này ha. Ờ vậy thôi, đây à. Thấy chưa? Vũ đi ra đây là đèn xá nha. CBO nè. Cái gì? Ở trong cái bằng quốc tịch, cái bằng international của anh có chữ Việt Nam chip, chip bồ hề. Không có của nước Việt Nam trong đó. Ok, anh Linh là không có, mày là có. Ok luôn. Chưa hay còn cháu cái lậu đó. Hiếu của nó không có, Hiếu nó không có cái lậu đó. Âu ra. Có chứng minh được của bảo quốc tế. Không có Việt Nam ở trong đó. Ờ, chứ quay ra tiệm trường hỏi con trường kế bên này. Nó chỉ cho ở châu Âu. Không có Việt Nam. 52 nước. Vậy. Không gì vậy? Cá đội vậy. Thì bây giờ cá này mấy gì. Sao phải chuyên ngày kèo luôn rồi. Không phải Việt Nam nó không có. Thì bà Việt Nam không có hợp ru. Thằng chùa nó chỉ muốn có cái chữ Việt Nam đó. Vậy làm được đúng được không? Đúng không? Anh nói là ở Việt Nam không có chấp nhận cái chip bùa là có nữa, có nước có nghĩa là ở gì ở trong cái bằng quốc tế á không có chữ Việt Nam. Không có nhận. Sao chứng minh được ta? Ở trong cái bằng đó, ở trong cái lục sổ á, nó có chữ Việt Nam ở chỗ cái chữ Việt Nam á không biết, nhưng mà không chấp nhận, không có Việt Nam không chấp nhận, không có Việt Nam làm gì, không có Việt Nam, không có nước Việt Nam trong đó, không có Việt Nam làm cái gì, không có. Bây giờ cá cái lẩu đâu cá luôn nè, bây giờ một cái đồ có đó một cái lẩu luôn. Cậu hiếu cá cái lẩu dưới trường kìa. Chơi luôn. Năm trăm luôn kìa. Đó cái chữ Việt Nam biết tại sao mà Việt Nam mình không chấp nhận không? Tại vì nó muốn á, mình cầm cái bằng đó, mình đi về mình thông dịch hết, mình thông dịch lại ra một đó, xong bắt đầu nó muốn cái mộc của thư pháp vô, một thư pháp á nó móng nóng vô nó mới chấp nhận. Nó muốn đổi. Đó. Còn như trong cái biển sổ mà cái bằng international driver license á của mình á, ở trong cái biển sổ đó nó 152 nước hay 52 nước gì đó có chữ Việt Nam chậu. Hồi xưa em đi làm nó có cho em một cái xe bằng motorcycle trong vòng một tháng gì luôn mà. Ủa trên thế giới có nhiều nước sao tính có 52 nước à? Đâu phải tiểu bang Mỹ đâu. Nhưng mà. Rồi, cậu Hiếu. Còn cái lẩu nữa gì? Chú Hiếu thuộc cái lẩu. Em á, đi ra em làm em chạy motorcycle trong 1000 phân khối chở xuống vẫn chạy được mà trong cái bằng đó đó. Nhưng mà tại Việt Nam mình nó không chấp nhận thôi. Tại vì sao? Anh Linh có lý do của anh Linh chứ. Biết bây giờ là có Việt Nam đó. Đúng rồi. Chờ lên. Quay là xong.
Bây giờ cái gì? Bây giờ ngày mai á. Bây giờ ngày mai á, Hiếu chưa có tật nè đúng không? Ngày mai anh dẫn mày qua sếp anh cạnh tiệm, Triple A luôn. Mày đưa cái bằng lái xe, nó cấp cho mày cái bằng international luôn. Dám chơi không? Bây giờ em muộn vận đi, em muộn về Việt Nam, bọn cái hàng không không bắt em, bắt bè em thì sao? Anh đâu cần ra chấp em làm gì? Chứ bây giờ Việt Nam chạy xe gì? Mấy này không dám bỏ đâu luôn á. Chạy ô tô luôn mà. Mày nói mày đã nói lẹo quá, tôi liếm kịp. Anh không cần đúng không? Chạy về Việt Nam không đi. Thì bởi vì anh đang đi taxi, còn đây giờ mình đi Việt Nam đi là mình cần cái đó. Ủa anh trước này đòi hẳn bắt lại cùng lương. Đúng bắt lại thì bây giờ không có bằng. Không có bằng đưa thì nó không chịu nha. Không có chịu, không chịu. Nào, em mà không có bằng lái. Rồi xong, cái lẩu không được rồi. Không có bằng, anh em cái độ quá. Ơi sao ban sao rượu hết hai chai rượu rồi kìa. Mày sợ rượu mà. Mày nói là rượu uống sợ mà. Hết hai chai đó. Uống hết đi về. Uống hết đi về. Rồi chạy xe cũng ngon luôn. Thôi, má này nghe tin đó. Má này nghe tin đó. Má nghe tin đó. Nghe tin này anh em đi mail đó hả? Không cần mai đâu, tối nay luôn. Tối nay hướng rồi. Mail đó. Thôi, một là về Việt Nam, hai là tụng tin đi hơn. Đi hơn. Tao nhanh đầu hướng. Không, mấy anh nói vậy thôi chứ. Ơi, chạy chậm người Bắc à, chạy đúng tốc độ nha, không được chạy chậm luôn. Anh anh em vẫn vui nha mà anh em. Anh Tí Sơn Pha là vẫn vui vẻ, anh em vẫn vui vẻ nha, chứ không phải như anh em suy nghĩ rồi nọ cái nọ không được đâu. Đó. Không. Vậy được lắm vậy. Chứ mà anh em cái suy nghĩ mà cái này anh Tí rồi Sơn Pha rồi kia là không được. Còn nhiều khi anh em bận nhiều quá, bận công việc nhiều quá, không phải là gì hết á. Sơn Pha dễ thương lắm, Sơn Pha là sau này là con nó đường cài thương má bụng. Sơn Pha là brother của tụi anh em mà. Ngoài xe xử. Trời ơi, má cài lúc đi luôn hả? Anh em vẫn vui vẻ nha anh em, không sao đó. Tại vì sao ba là vẫn như vậy. Nó lâu quá, cái gài đại lịch sử. Vô nữa đi, vô đi hết, cha đi, cha nó đi, dễ, cha nó đi. Em đâu sợ anh. Cường gần đây mà, lát hồi anh chở, lát hồi anh chở mày về lo gì, trời ơi. Heo à, heo đang nhậu xong rồi nói bye bye anh Tí về biết sao không, để con chó nhà mình tội nghiệp phải heo. Camera coi nó ngủ rồi. Heo sao nó ngủ sao, nó ngủ sao. Heo giờ nó thương đồng loại luôn. Coi camera rồi nuôi chó xong rồi thương chó luôn. Heo đâu, đâu. Ngủ nè. Nằm nè. Nó nằm đây, bỏ đây. À, được rồi, đó nó thưởng gì đâu, nó thưởng nào. Nó nằm nè. Mình không bao nhiêu á, anh em không bao nhiêu á đó, nhưng mà anh vừa công vừa sức vừa đi chợ vừa mua này cái đồ, anh không có người cứ ngồi anh sao ai sớm vậy quay thank you anh. Tại không có karaoke đó Linh, bữa nào làm karaoke vào đây luôn hát bài gì à, không ai chung tình được mãi là anh em ở lại liền à, nhất là Quang Thi á nó ở lại liền luôn á. Không có, em vẫn có mà kéo rồi nói chơi rồi dễ mình bắt em à. Mình bắt tay em à? Đưa tay à? Giờ đâu? Mày à? Thầy chỉ rồi chứ. Mày à? Rồi. Thôi. Thầy chiêu lại xin giấy trọ cô. Thầy xin giấy trọ cô của cô ấy. Thế à, trở về nha. Đây. Còn thơ mì nữa mà.